giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Lê Giang có động thái gây chú ý sau khi hai con bị Duy Phương tố vô tâm. Mới đây, thông tin Duy Phương tâm sự về câu chuyện bị con cái hờ hững, đối xử vô tâm, thậm chí là không cho nói chuyện vì sợ bị ảnh hưởng đã gây xôn xao dư luận. Trước những ồn ào này, phía Lê Giang, vợ cũ của nam nghệ sĩ, cũng đã có động thái trên mạng xã hội. Theo đó, trên trang cá nhân, Lê Giang đăng tải bức ảnh vẽ Quan Âm Bồ Tát, gắn thẻ tên của hai con, Duy Phước, Lê Lộc và đính kèm dòng trạng thái, sức khỏe bình an, mỗi ngày con xin cầu nguyện. Đăng tải trạng thái giữa những ồn ào của chồng cũ và hai con chung, nhiều người không khỏi ngờ vực cho rằng Lê Giang đang mong muốn mọi chuyện nhanh chóng chấm dứt để mang tới bình an cho gia đình. Tuy nhiên, một số khác lại nhận định nữ diễn viên dường như chẳng mảy may quan tâm tới câu chuyện này. Trong trạng thái mà cô đăng tải chỉ đơn giản là cầu chúc cho bản thân cũng như hai con giữ sức khỏe, sớm vượt qua được dịch bệnh đang hoành hành. Trước Lê Giang, cậu con trai Duy Phước cũng có động thái ẩn ý sau phát ngôn của bà ruột là nghệ sĩ Duy Phương. Cụ thể, nam diễn viên đăng tải một đoạn story cá nhân, mình sẽ không để con mình buồn giống như mình, không nhắc trực tiếp tới câu chuyện đang diễn ra. Song nhân tình vẫn cho rằng động thái này của Duy Phước có liên quan tới những chia sẻ của ba anh trước đó. Được biết, trong một đoạn clip nghệ sĩ Duy Phương đăng tải, ông chia sẻ quan điểm về chuyện nghệ sĩ làm từ thiện, đồng thời giải bày những khó khăn trong cuộc sống gia đình, con cái đối xử vô tâm. Chính gia đình mình đã loại mình, các bạn hiểu tôi nói điều này không? Tôi mở miệng ra là con tôi bảo, thôi ba khỏi nói, trời ơi nó bóp họng tôi luôn. Nó bảo ba nói ra ảnh hưởng con làm nghề, tôi bảo ba có làm gì xấu đâu mà ảnh hưởng con, ba nói điều đúng đắn mà. Giới nghệ sĩ quyền lực lắm, nó làm gia đình mình cũng hững hờ với mình, nhiều khi con cũng quên mình luôn, ánh hào quang không đơn giản đâu, nam nghệ sĩ bày tỏ. Bên cạnh đó, nói về chuyện nợ nần của mình, ông chia sẻ thêm, chính bản thân con gái đã cho tôi ít trả rồi, các bạn thấy không, con cái nó quên mình luôn, chỉ biết bố thí cho mình vậy thôi, rồi bảo ba không được nói gì hết, cứ sống lủi thủi vậy thôi. Tôi năn nỉ con, giúp mỗi tháng 10 triệu để trả tiền nhà, còn đâu tôi làm được thì trả điện nước, lo cho em đi học. Trong cuộc sống của gia đình tôi, có những nỗi niềm không thể nói ra. Vì sao? Vì cuộc sống hiện tại tôi khó khăn, tôi không làm ra tiền, tôi nói con tôi không chịu. Khi nào tôi làm ra thật nhiều tiền, tôi nói con tôi mới dạ. Còn giờ thì con chạy theo ánh hào quang, thì thôi cứ chạy đi, mỗi gói thì tìm về ba. Vậy thôi, nam nghệ sĩ bộc bạch. Hiện tại sự việc vẫn nhận được rất nhiều quan tâm từ phía công chúng. Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Chia sẻ dưới bình luận ngay nhé. Cùng cập nhật những tin tức về Chuyện Sao Việt tại Danh nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.